Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự trực tiếp 18:30 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Hôm nay Chủ nhật ngày 5 tháng 4, chương trình xin chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau đây. Trước tình hình nắng nóng như hiện nay, các địa phương trong tỉnh Quảng Trị tăng cường công tác phòng chống cháy rừng. Ngày thi đấu thứ 2 giải bóng đá nam U11 trên quốc truyền hình Quảng Trị với nhiều diễn biến bất ngờ. Trong phần tin thế giới, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên lên án Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao trên bán đảo Triều Tiên. Thưa quý vị và các bạn, Khối thi đua các chuyên nghiệp xây dựng giao thông thủy lợi Quảng Trị vừa tổ chức lễ ký kết giao ước thi đua năm 2015. Theo đó, một số tiêu chí cơ bản đã được đưa ra được các chuyên nghiệp trong khối biểu quyết, đó là thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, chỉ tiêu tổng doanh thu hoặc tổng giá trị sản lượng xây lắp, chỉ tiêu về nộp thuế, chỉ tiêu về thu nhập bình quân, tham gia đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động, vệ sinh an toàn lao động. Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức đảng trong chuyên nghiệp, cán bộ tiên phong gương mẫu trong công tác và phong trào sinh hoạt, làm tốt công tác phát triển đảng viên. Việc ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị nhằm nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Linh vừa tổ chức cuộc họp để giải quyết tình trạng tồn đọng trong công tác giải phóng mặt bằng dự án mở rộng quốc lộ 1 đoạn đi qua địa bàn. Đến thời điểm này, huyện Vĩnh Linh còn 345 m liên quan đến 16 hộ dân chưa thể giải phóng mặt bằng bàn giao cho đơn vị thi công mở rộng quốc lộ 1A. Trong đó có 7 hộ dân xã Vĩnh Tú chưa giao mặt bằng do đòi quyền lợi trên hành lang quốc lộ 1A và đất do xã quản lý. 8 hộ ở xã Vĩnh Chấp và thị trấn Hồ Xá đã nhận tiền nhưng không giao mặt bằng và 1 hộ ở Hồ Xá cố tình không chấp hành các quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, không chịu nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Tại hội nghị, Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Linh đã chỉ đạo ra quyết định thành lập đoàn bảo vệ thi công đối với 15 hộ và cưỡng chế đối với 1 hộ. Trong thời gian trước thời điểm tiến hành bảo vệ thi công và cưỡng chế, các địa phương tiếp tục làm công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành, tự nguyện bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Đồng thời, thông báo công điện của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về chủ trương hỗ trợ đền bù nứt nẻ nhà cửa do quá trình thi công gây ra cho người dân được rõ. Ngoài ra, một số tồn đọng nảy sinh trong quá trình giải phóng mặt bằng liên quan đến quyền lợi của người dân, huyện Vĩnh Linh đề xuất trình Ủy ban nhân dân tỉnh để có hướng giải quyết. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay thời tiết nắng nóng đang có những diễn biến bất thường gây ra khô hạn ở nhiều nơi. Đây cũng chính là thời điểm mà công tác phòng chống cháy rừng được các địa phương tăng cường. Phóng sự thực hiện tại huyện Đắk Rông. Với đặc thù rừng núi nhiều, dân cư phân bổ thưa thớt, nên công tác tuyên truyền bảo vệ rừng dựa vào cộng đồng là việc làm quan trọng của mỗi cán bộ kiểm lâm huyện Đắk Rông. Để bảo vệ rừng thì với họ, việc phòng chống cháy rừng là nhiệm vụ trọng tâm. Chính vì vậy, mùa khô thường là thời điểm mà họ gần dân nhiều hơn, tăng cường về cơ sở hơn để tuyên truyền, vận động nhân dân, nâng cao ý thức phòng chống cháy rừng. Để phòng chống cháy rừng mùa khô năm nay, tôi tuyên truyền cho bà con nâng cao trách nhiệm bảo vệ rừng, nhắc nhở cho bà con đốt nương làm rẫy đúng quy định, không đốt tổ ong đem lửa vào rừng hoặc ra phế liệu vào rừng. Hướng dẫn cho bà con là các biện pháp về phòng cháy chữa cháy rừng khi có xảy ra cháy rừng. Huyện Đắk Rông có hơn 78.000 hecta đất rừng với độ che phủ 63,6%, trong đó có hơn 72.000 hecta đất rừng tự nhiên. Đối với đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây, việc đốt nương làm rẫy, lấy đất canh tác đã ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người dân. Cũng chính vì vậy mà nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. Cán bộ kiểm lâm địa bàn thường xuyên đến từng thôn bản hướng dẫn bà con biết cách đốt rẫy đúng thời điểm, đúng quy định, không để xảy ra cháy rừng. Bên cạnh đó, trước tình hình nắng nóng, nguy cơ xảy ra cháy rừng cao trong mùa khô này, đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp nhằm chủ động phòng chống cháy rừng. Ngoài công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân ra, thì chúng tôi tiến hành chỉ đạo kiểm lâm địa bàn tham mưu cho chính quyền địa phương các xã mua sắm thêm các phương tiện dụng cụ để cho lực lượng bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng ở tại cơ sở, đồng thời chỉ đạo các tổ bảo vệ rừng ở tại cơ sở tăng cường công tác kiểm tra, giám sát lửa rừng để phát hiện sớm, kịp thời chữa cháy. Kinh nghiệm phòng chống cháy rừng của hạt kiểm lâm và chính quyền các địa phương trên địa bàn huyện Đắk Rông đã được minh chứng khi 6 năm trở lại đây,
địa phương không có vụ cháy rừng nào xảy ra. Tùy vào đặc thù của mình, nếu biết phát huy vai trò của người dân, thì công tác phòng chống cháy rừng ở mỗi địa phương sẽ đưa lại hiệu quả cao trong mùa nắng nóng năm nay. Chương trình tiếp tục với những thông tin khác. Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Quảng Trị phối hợp với Hội khuyến học tỉnh trao học bổng mầm xanh cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trong đợt này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Quảng Trị đã trao 20 suất học bổng cho những em học sinh ở các trường học trên địa bàn, mỗi suất học bổng trị giá 500.000 đồng. Số tiền trên do bà Nguyễn Thị Vân, phu nhân của Tổng Bí thư Lê Duẩn tài trợ. Đây là nguồn động viên tinh thần to lớn nhằm giúp cho các em học sinh không ngừng nỗ lực vươn lên trong học tập, phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan bác Hồ. Sáng qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị phối hợp với tổ chức cây hòa bình khánh thành trường mầm non tại thôn An Núc, xã Tân Long, huyện Hương Hóa. Thôn An Núc có 2/3 là người dân tộc thiểu số, đời sống kinh tế rất khó khăn và có 45 trẻ trong độ tuổi mầm non. Sau 3 tháng xây dựng, trường mầm non thôn An Núc đã được hoàn thành, gồm phòng học chung, phòng bếp và phòng vệ sinh đúng tiêu chuẩn. Ngôi trường là món quà đầy ý nghĩa đối với cô trò thôn An Núc trong dịp đầu năm mới, góp phần giúp Ủy ban Nhân dân xã Tân Long thực hiện mục tiêu xã hội hóa giáo dục. Trường và nhân dân cùng các cháu thì cũng cảm ơn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cũng như là tổ chức Phước Trí đã quan tâm. Thì khi mà mình đã xây dựng cái cơ sở như thế này thì cũng một phần nào đó thì tạo điều kiện cho các cháu được đến lớp và học trong cái điều kiện khang trang sạch đẹp. Đây là ngôi trường mầm non thứ 8 được xây dựng dựa trên sự phối hợp giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và tổ chức cây hòa bình tại những xã có điều kiện khó khăn. Công trình được khánh thành đúng vào dịp kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ giữa Hội Phụ nữ và tổ chức cây hòa bình. Những cái dự án thiết thực như là xây trường học, xây thư viện hay là vốn vay tín dụng, tất cả những cái đó là đều là những cái buổi họp nhỏ nhỏ giữa chúng tôi với Hội Phụ nữ với địa phương, và dĩ nhiên được tỉnh ủng hộ thì là chúng tôi làm. Tổ chức Cây Hòa Bình là tổ chức phi chính phủ đầu tiên của Mỹ tham gia hỗ trợ tỉnh Quảng Trị khắc phục hậu quả chiến tranh. Trong thời gian tới, tổ chức Cây Hòa Bình sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh để hỗ trợ người dân bằng các biện pháp như giáo dục phòng tránh bom mìn, hỗ trợ nạn nhân bom mìn, hỗ trợ vay vốn tín dụng, phát triển cộng đồng thông qua xây dựng thư viện phụ nữ, xây dựng nhà mẫu giáo. Sáng nay tại xã Hải An, Hội chữ thập đỏ huyện Hải Lăng phối hợp với Trung tâm Huyết học Truyền máu khu vực miền Trung tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện. Ngày hội đã thu hút đông đảo người dân không chỉ ở xã Hải An mà nhiều nơi khác trên địa bàn cũng đến tham gia. Anh Lê Xuân Hưng cũng như nhiều đoàn viên thanh niên và người dân ở Hải An nghỉ đi biển, tranh thủ đến sớm tại trường tiểu học để làm các thủ tục tham gia hiến máu. Anh phấn khởi khi thấy mình làm một việc có ích, góp phần giúp cho những người bệnh đang cấp cứu tại các bệnh viện. Xác định được việc hiến máu nhân đạo là rất là cao cả. Một giọt máu cho đi thì một cuộc đời ở lại. Xác định được ý nghĩa đó nên tôi và rất nhiều đoàn viên thanh niên hôm nay là đến đây để tham gia hiến máu. Năm nay, Hội chữ thập đỏ có sáng kiến về tại cơ sở tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện để tạo thuận lợi cho người dân trong đi lại. Đối với vùng quê biển Hải An, một xã còn nhiều khó khăn, nhưng phong trào hiến máu tình nguyện luôn được đông đảo người dân tham gia. Trong đó có nhiều người hiến máu nhiều lần, có một số gia đình có nhiều người cùng hiến máu. Kết quả đã thu được trên 200 đơn vị máu. Trong mùng năm tháng 4, chủ nhật hàng năm nay là Hải An đăng cai là cái làm công tác hiến máu tình nguyện ở địa phương. Không những nhân dân địa phương mà có một số là cái nhân dân ở vùng lân cận đến, và chỉ tiêu của chúng tôi đặt ra là cái 200 cơ sở máu trở lên. Hiến máu tình nguyện là một phong trào đang lan rộng ở tất cả các cơ quan đơn vị địa phương ở huyện Hải Lăng. Người dân ngày càng nhận thức sâu sắc về lợi ích và ý nghĩa của việc hiến máu tình nguyện. Đây là một việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay các trận đấu của vòng loại giải bóng đá nam U11 Cúp Truyền hình Quảng Trị tiếp tục diễn ra. Chất lượng các đội bóng khá đồng đều khiến cho các trận đấu diễn ra rất hấp dẫn và nhiều bất ngờ. Sau đây là tổng hợp của nhóm phóng viên thời sự. Giữa cái nắng đầu mùa khá gay gắt, nhưng các cầu thủ nhí vẫn thi đấu đầy quyết tâm và trình diễn nhiều pha bóng đẹp mắt.
đến từ các địa phương khác nhau, nhưng điểm chung của các cầu thủ U11 chính là niềm đam mê bóng đá và tinh thần thi đấu vô tư trong sáng, đúng với lứa tuổi của các em. Các đội bóng nhì đã chơi rất kỷ luật và có chiến thuật rõ ràng đã tăng thêm phần kỳ tín cho các trận đấu. Là một phụ huynh có con tham gia là hội thi cúp truyền hình lần này thì tôi rất vui mừng cho con là tham gia tốt với hào hứng như vậy. Là một phụ huynh thì cũng mong muốn gì hơn, mong muốn được đài truyền hình tổ chức nhiều lần như thế này để cho con em được giao lưu học hỏi về có sức khỏe tốt để con em học tập ngày một tiến bộ hơn. Các bậc phụ huynh chính là những cổ động viên nhiệt tình nhất, luôn dõi theo từng đường bóng của con em mình. Trong lần đầu tổ chức, nhưng sức lan tỏa của giải đấu được thể hiện qua sự quan tâm, ủng hộ của phụ huynh đối với các vận động viên. Bản thân tôi rất phấn khởi, rất hồ hởi, mà cũng biết không biết một ngày hoặc hai ngày hoặc ba ngày, bản thân tôi cũng đi cổ động viên để tinh thần thể thao thể dục được thưởng vọng. Kết quả, trong trận đấu giữa U11 Huyện Giao Linh thắng U11 Huyện Cam Lộ với tỷ số 6-0. Như vậy, đội tuyển U11 Giao Linh tiếp tục kéo dài chuỗi thành tích của mình với 3 trận bất bại. U11 Thượng Hóa thắng U11 Thị xã Quảng Trị với tỷ số 2-1. U11 Huyện Vĩnh Linh giành chiến thắng 3-2 trước U11 Đa Cơ Rông. Hai đội U11 Triệu Phong và U11 Hải Lăng hòa nhau với tỷ số 4-4. Chiều nay, trong trận đấu giữa đội bóng U11 thành phố Đông Hà gặp U11 Vĩnh Linh, đây là hai đội bóng có nhiều cầu thủ với kỹ thuật tốt và có sự phối hợp rất ăn ý với nhau. Vì vậy, trận đấu đã diễn ra rất gay cấn với những pha tranh bóng quyết liệt. Kết quả, U11 thành phố Đông Hà thắng U11 Huyện Vĩnh Linh với tỷ số 6-3. Trận đấu diễn ra đồng thời giữa U11 Trưng Vương và U11 Huyện Hải Lăng, đội tuyển U11 Trưng Vương đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Trong hai trận đấu tiếp theo, U11 Đa Cơ Rông để thua U11 Thị xã Quảng Trị với tỷ số 1-4 và U11 Cam Lộ thắng 3-1 trước đội tuyển đến từ Triệu Phong. Như vậy, sau hai ngày thi đấu tại bảng A, U11 thành phố Đông Hà và U11 Thượng Hóa đứng đầu bảng với 7 điểm. Trong khi đó, với 9 điểm trong tay, đội tuyển Giao Linh đứng đầu bảng B. Với sự quan tâm của đài truyền hình Quảng Trị và ban thể dục thể thao văn hóa thông tin thể thao của Quảng Trị, đã xây dựng, đã làm sống lại một phong trào mà cho rằng phong trào của toàn dân. Mà qua dịp này làm cho các cháu có một rèn luyện một cái toàn diện về thể chất. Và đây cũng là một niềm hy vọng chung cho đất nước chúng ta. Cho nên tôi muốn hy vọng rằng cái giải này các cháu có tinh thần thi đấu rất tốt. Và đặc biệt là quan tâm của phụ huynh cũng là một cái làm cho sống lại phong trào này thì tin chắc rằng phong trào Quảng Trị chúng ta đã đi lên trong điều kiện khó khăn này. Trong sáng mai sẽ tiếp tục diễn ra 4 trận đấu của vòng loại, qua đó xác định các đội tuyển sẽ thi đấu vòng bán kết vào chiều mai. Các trận bán kết sẽ được tường thuật trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm lại một số sự kiện nổi bật đã diễn ra trong tuần. Ngày 31 tháng 3 năm 2015, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hữu Phúc và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Chính đã trực tiếp kiểm tra một số công trình cầu đường có ý nghĩa quan trọng trong công tác tránh lũ, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn tỉnh nhưng thi công chưa hoàn thiện như kè chống sói lở khẩn cấp, chỉnh trị dòng chảy, đập chân nước thôn Thường Lâm xã Cam Thành, tuyến đường ứng cứu ổn định dân cư phát triển kinh tế hai bờ sông huyện Cam Lộ, dự án cầu Cam Hiếu, công trình cầu sông Hiếu. Dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường cứu hộ cứu nạn, kè chống sói lở, phòng chống lụt bão và phát triển kinh tế khu vực hai bên bờ sông Thạch Hãn. Dự án đường tránh lũ, cứu hộ và phát triển kinh tế phía Tây huyện Triệu Phong và phía Nam huyện Cam Lộ. Chỉ đạo tại hiện trường, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành liên quan, nhất là Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải phối hợp với các ngành chức năng, đơn vị chủ đầu tư, đơn vị thi công rà soát, sắp xếp lại các công trình, xem xét các công trình cấp thiết để tập trung các nguồn vốn hoàn thành, nhất là các công trình cầu đảm bảo nhanh chóng đưa vào sử dụng, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân cũng như thúc đẩy kinh tế khu vực lân cận phát triển. Ngày 1 tháng 4 năm 2015, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp toàn thể để cho ý kiến hoàn chỉnh các đề án trình kỳ họp chuyên đề tháng 4 năm 2015 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, như đề án chính sách sử dụng khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh,
đề án điều chỉnh chương trình kiên cố hóa kênh mương giai đoạn 2015-2020, đề án quy hoạch ngành giáo dục và đào tạo, vân vân. Cùng tại phiên họp, các ngành chức năng đã trình bày một số nội dung quan trọng khác như báo cáo điều chỉnh quy hoạch khu du lịch Cửa Việt, công tác quy hoạch đầu tư xây dựng sân bay lưỡng dụng tại khu công nghiệp Quảng Ngang, huyện Gio Linh, tình hình đầu tư trung tâm năng lượng Quảng Trị và quy hoạch phát triển công nghiệp khí, trung tâm xử lý và phân phối khí tại khu Đông Nam tỉnh Quảng Trị. Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện các thông báo, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các phó thủ tướng từ năm 2009 đến nay, vân vân. Kết luận tại phiên họp, một trong những vấn đề được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Chiến lưu ý, đó là các đề án xây dựng phải đảm bảo nguyên tắc căn cứ quy định của pháp luật, căn cứ nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh và phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương. Các sở ban ngành liên quan cần tích cực phối hợp tốt để hỗ trợ nhà đầu tư trong việc triển khai các dự án quan trọng trên địa bàn, đưa ra nhiều sáng kiến để thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư đến với Quảng Trị, tập trung cho việc phát triển kinh tế xã hội, quyết tâm phấn đấu đưa tỉnh Quảng Trị ngày càng phát triển. Hướng đến kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, hơn 70 cựu chiến binh là tướng lĩnh sĩ quan cao cấp, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và chiến sĩ quân đoàn 2 đã đến thăm tỉnh Quảng Trị trong hành trình trở lại chiến trường xưa. Quân đoàn 2 là quân đoàn cơ động chiến lược của Quân đội Nhân dân Việt Nam, được thành lập tại chiến khu Ba Lòng, gồm sư đoàn 304, sư đoàn 325, sư đoàn 324. Từ năm 1965 đến 1972, quân đoàn 2 đã chiến đấu và lập được nhiều chiến công xuất sắc trên chiến trường Quảng Trị. Trong chiến dịch mùa xuân năm 1975, quân đoàn đã tham gia giải phóng Tây Nguyên, Huế, Đà Nẵng, sau đó hành quân thần tốc chiến đấu theo dọc duyên hải Nam Trung Bộ. Đặc biệt, trong chiến dịch Hồ Chí Minh, quân đoàn đã cùng các cánh quân tiến vào giải phóng Sài Gòn, cắm cờ trên Dinh Độc Lập, bắt sống toàn bộ nội các chính quyền Sài Gòn. Từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 4 năm 2015, tại sân vận động tỉnh Quảng Trị sẽ diễn ra giải bóng đá nam U11 Cúp Truyền hình Quảng Trị lần thứ nhất. Giải đấu do Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức. Tham gia giải có 10 đội bóng độ tuổi từ 11 trở xuống đến từ các huyện, thị xã, thành phố và các trường dân lập trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu của ban tổ chức là duy trì giải bóng đá nam U11 Cúp Truyền hình Quảng Trị hàng năm nhằm tạo một sân chơi lành mạnh bổ ích cho các em học sinh ở độ tuổi thiếu niên nhi đồng, tạo điều kiện cho các em phát triển toàn diện cả về trí tuệ và thể chất, đồng thời thông qua giải đấu này để tuyển chọn ươm mầm tài năng bóng đá cho tỉnh nhà và toàn quốc. Chương trình tiếp tục với phần tin thế giới. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên hôm qua đã chỉ trích Mỹ về những bước đi nhằm triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối trên bán đảo Triều Tiên. Nhật báo Rodong Shimbun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên đưa tin nhiều khả năng Hàn Quốc và Mỹ đã thảo luận việc triển khai hệ thống này khi tướng Martin Dempsey, chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ thăm Seoul hồi tháng trước. Tờ báo cũng tuyên bố Triều Tiên sẽ trả đũa cho dù chỉ có một tia lửa xuất phát từ phía Hàn Quốc và Mỹ chạm vào lãnh thổ Triều Tiên. Lời cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh nhiều người đang tập trung chú ý vào câu hỏi liệu Mỹ, Hàn có thảo luận khả năng triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao tại Hàn Quốc hay không. Trong khi đó, phía Hàn Quốc tuyên bố hai bên không thảo luận gì về vấn đề này. Cơ quan điều tra của Kenya hôm qua 4 tháng 4 đã bắt đầu tiến trình thẩm vấn cả nghi can bị bắt giữ do tình nghi liên quan đến cuộc tấn công đẫm máu vào trường đại học ở thị trấn Garissa cách đây 2 ngày. Tiến trình thẩm vấn được bắt đầu sau khi cảnh sát Kenya bắt giữ được 5 kẻ tình nghi. Phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia hôm nay, Tổng thống Kenya Kenyatta cho rằng Al-Shabaab hiện trở thành mối đe dọa hiện hữu đối với Kenya và khẳng định sẽ áp dụng các biện pháp mạnh nhất nhằm chống lại lực lượng khủng bố cũng như không dung thứ những kẻ tiếp tay cho khủng bố. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo này cũng thừa nhận cuộc chiến của Kenya chống chủ nghĩa khủng bố sẽ rất gian nan. Tuyên bố trên được Tổng thống Kenya đưa ra sau khi nhóm Hồi giáo cực đoan Al-Shabaab đe dọa sẽ tổ chức cả cuộc tấn công đẫm máu mới tại Kenya. Người phát ngôn cơ quan hàng không châu Âu cho biết, cơ quan này từng đưa ra cảnh báo về việc hãng hàng không giá rẻ Đức Germanwings không tuân thủ những quy định an toàn, nhất là theo dõi sức khỏe phi hành đoàn trước khi máy bay của hãng này rơi xuống dãy núi Alps của Pháp, khiến 150
30 người thiệt mạng. Cơ quan hàng không châu Âu cho biết đã phát hiện một số trường hợp Germanwings không tuân thủ những quy định an toàn hàng không và đã yêu cầu giải trình từ phía Đức. Tuy nhiên, phía Đức trả lời họ vẫn đang đánh giá. Hãng hàng không Đức Lufthansa, hãng mẹ của Germanwings, hiện đang chịu nhiều áp lực lớn sau khi xuất hiện thông tin Lubick từng báo cáo với cấp trên rằng anh ta bị trầm cảm nặng, nhưng hãng này vẫn để cho anh ta bay. Cơ quan điều tra tai nạn hàng không Pháp cho biết công tác điều tra vụ máy bay rơi cũng sẽ tập trung vào những điểm yếu về mặt quản lý an toàn bay có thể dẫn đến thảm họa hàng không. Vào chiều tối qua, hiện tượng nguyệt thực toàn phần hay còn gọi là mặt trăng mỏng đầu tiên trong năm 2015 đã diễn ra. Đây là lần mặt trăng mỏng ngắn nhất trong thế kỷ 21 khi nguyệt thực chỉ đạt đỉnh trong vỏn vẹn 4 phút 43 giây. Năm nay chỉ có những người yêu thiên văn ở Mỹ, châu Á, Ấn Độ, phía Tây Trung Quốc, Nga, Australia và Thái Bình Dương nhìn thấy trăng mẫu. Khu vực châu Phi, châu Âu và Trung Đông nằm ở nửa bên kia của trái đất, do đó đã không được chiêm ngưỡng hiện tượng này. Nguyệt thực toàn phần hôm qua là hiện tượng thứ 3 trong bộ tứ nguyệt thực. Kiểu hiện tượng này sẽ không lặp lại trong vòng 20 năm tiếp theo hoặc lâu hơn. Hai lần đầu trong bộ tứ nguyệt thực xuất hiện hồi tháng 4 và tháng 9 năm ngoái, và lần cuối sẽ được quan sát vào ngày 28 tháng 9 năm nay. Chương trình thời sự trực tiếp 18:30 đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.